anh chị và các bạn. Nhưng đây mình có dịp đi xa thì mình muốn review cái cảnh trên đường đi cho mọi người xem nha. Và cũng có một vài điều muốn tâm sự với mọi người. Và nói chung là bày tỏ về cái cuộc sống của nước Úc, nhất là những cái người dân sống ở vùng ngoại ô. Mọi người, người ta làm gì để sống? Thì ở đây đa số là người ta sống bằng nghề nông. Nếu mà cái vùng ngoại ô, nghề nông ở đây không phải là làm ruộng lúa như ở Việt Nam, mà nghề nông ở đây là người ta mua những cái khu đất farm rất là rộng, và người ta xây nhà ở đó, rồi người ta nuôi bò sữa, rồi nuôi trùn, nuôi gà, rồi người ta trồng rau củ quả, trồng táo, nho, bơm lê, nói chung là tất cả những cái gì mà liên quan với ngành nông nghiệp thì người ta làm để người ta kinh doanh, để người ta sống. Thì có người thì người ta nuôi bò, rồi người ta lấy sữa, lấy cái sữa đó ra rồi người ta mới cung cấp cho cái chỗ công ty á, người ta để mà sản xuất ra sữa tươi, sữa hộp, sữa khô, format, bơ rồi đó mọi người. Gà thì người ta nuôi, người ta lấy trứng rồi người ta cung cấp cho mấy cái siêu thị. Trù thì người ta lấy lông á, cạo lông nó để là làm những cái áo lông trù, rồi những cái mền gối được bằng lông trù rất là đắt và có giá trị và rất là ấm trong mùa đông. Và mềm nữa, rất là mình khi mình nằm rất là êm, ngủ rất là ngon trong cái gối lông trù của mọi người. Nói chung là cái ngành nông nghiệp ở đây á, nếu như người ta thành công thì người ta sống rất là thoải mái. Và có những cái nông trại lớn thì người ta sẽ muốn những người dân local và những người dân bản xứ, những người dân ở cái nước ngoài cũng tới đây mà để người ta làm việc. Thì lương rất cao nha, lương rất là cao. Công việc thì cũng không có là nặng nhọc lắm đâu, nhưng mà cũng không phải là dễ. Thì nếu ai chịu khó thì làm được. Có người thì làm tới 7 tuần một ngày, người ta tính theo lương hàng tuần, và một giờ bao nhiêu thì người ta nhân lên một tuần mình làm bao nhiêu ngày thì tính như bao nhiêu ngày vậy đó. Có một người quen mình nói là cái nông trại mà bò sữa người ta muốn tới, rồi làm công chuyện gì người ta cần thì cứ làm đó, thì một ngày là trả cũng gần $30 mọi người. Mình làm một ngày mà 10 tiếng là cũng được $300 rồi. Cái đó là đã trừ thuế rồi đó nha. Như cái chỗ mà người ta sản xuất sữa đó, lương rất cao rồi người ta thưởng cho mình nữa. Cho nên cái khu mà mình đang ở là cái khu mà nó nổi tiếng về chăn nuôi bò sữa, sản xuất sữa, rồi chăn nuôi trù để sản xuất những cái vật dụng trong phòng ngủ như là giường, ra, gối, nệm bằng lông trù, rất là tốt và có chất lượng. Còn gà thì người ta cho nó chạy bộ vòng cái farm rộng mấy trăm mẫu nhẹ, rồi nó đẻ lấy trứng, người ta cung cấp cho những siêu thị lớn của nước Úc như là Woolies hoặc là Coles, IGA. Cái nông trại đó là bò sữa nó rất là nhiều. Ở trên rừng thì có người thì người ta đi săn nai, người ta lấy thịt bán, nó có nhiều nghề lắm. Nói là ở làm nông ở đây chứ là dễ sống lắm, mà cũng dễ kiếm tiền, và cái người dân lại là rất là chất phác, hiền hòa, người ta hòa đồng lắm mọi người, ta thương yêu giúp đỡ với nhau lắm. Thì cũng đúng thôi cả nhà ơi, vì cuộc sống này là mà nếu mà mọi người thương yêu với nhau thì
làm cho cuộc sống nó thoải mái và nó trở thành một cái tấm tranh đẹp, tấm thảm đẹp. Ấy, có nghĩa là mình nói là một cái cuộc sống tươi đẹp, cuộc sống màu hồng. Nếu mà mọi người thương yêu với nhau, đừng có ganh ghét với nhau, rồi lá lành đùm lá rách. Cho nên mình thấy cái người dân ở đây người ta rất là dễ thương, người ta tình cảm. Mình về để ở là lý do đó. Mình cảm thấy mình bình an lắm. Sáng cứ dậy đi làm, chiều về lo cơm nước trong gia đình, rồi cuối tuần thì thăm bạn bè thân, đi viếng những cái nông trại như vậy nè mọi người. Đi hái rau rừng ăn cũng rất là vui đó mọi người. Trên đây thì rau rừng nó mọc nhiều lắm. Cái loại rau nó kêu là rau cải xà lách son á. Hai bên bờ suối là ở trên là rừng núi, ở dưới là cái kẽ suối, nó mọc rất là nhiều. Mà cái mùa đông này là mọi người ơi, mình hái không hết mà để ăn đó. Nó mọc nhiều lắm. Có khi mình hái lên cái chỗ ở mấy cái trung tâm thành phố, bạn mình ở đó mình đem lên cho bạn mình ăn, tại trên kia rất là mắc. Rồi hoặc là đi câu cá cũng vui đó mọi người. Câu cá, rồi bắt ốc, bắt nghêu, bắt con mussel chân chép, rồi câu cua. Có nhiều cái cảnh mà mình thấy nó rất là phù hợp với cuộc sống của mình, tại vì mình thấy nó rất là bình an và nó dễ sống mọi người. Mà ngày xưa mình tưởng là wow, đi qua Úc thì chắc là phải làm, mà phải kiểu như là phải làm công nghiệp thôi, chứ không có nghĩ là ở Úc có những cái khu nó như vậy, mà nó dễ sống như vậy. Mà cái vùng Gippsland ở đây nó không có lạnh như là cái ở trung tâm ở Melbourne, mà nó cũng không có nóng khi vào mùa hè, có nghĩa là không lạnh như mùa đông. Cái nhiệt độ nó bình bình, nó dễ chịu lắm mọi người. Cho nên mình rất là thích ở đây. Mà không phải về đó về làm farm, mà người ta cũng làm những cái công nghiệp nữa, cũng dễ tìm việc lắm mọi người ơi. Nhà hàng, khách sạn, hay là làm những cái chỗ bán giày, dép, quần áo, mỹ phẩm cũng nhiều lắm. Đi cũng không có xa nữa, là nông thôn thật ra là đi có 10 phút là tới trung tâm của vùng nông thôn. Cho nên mình chia sẻ với mọi người như vậy. Nếu mà ai mà có qua Úc sống thì đến những cái vùng nông thôn như vậy nè, mình thấy ở rất là bình an, mà giá nhà nó cũng còn tương đối lắm mọi người. Cũng khoảng từ 300-400 ngàn thì mình đã có một căn nhà rất là đẹp rồi, rộng rãi rồi. Và ở Melbourne đó, mà nếu mình mua một căn nhà đó giờ cũng cả triệu đô á, mà ở san sát với nhau nó, với lại chỗ đậu xe rất là khó nữa. Mình thì tốt lắm, nhưng mà mình thấy nó khó kiếm chỗ đậu xe hơn ở đây. Ở đây rất là thoải mái. Đây là cái vùng đất mà mình gọi là vùng đất hứa đó, mình rất thích. Thì mỗi người có mỗi cái ý riêng của mình, thì ai thích ở đâu thì ở đó, còn mình thì mình thích những cái vùng như vậy, mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì video đã dài, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ hạnh phúc và đầm ấm bên gia đình và người thương nha. Và cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh ủng hộ mình, để mình có nhiều động lực làm tiếp cho cả nhà xem nha. Và rất thành thật cảm ơn cả nhà hen. Tạm biệt nơi đây, hẹn gặp lại hen.